Chào các bạn, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau được gặp lại anh Ba Báo nha. Các bạn thấy cái áo khoác của mình có đẹp không? Màu hồng cánh sen mới chịu nha, cộng thêm mấy cái đốm con báo nữa các bạn, trông khá là hài luôn. Bởi vì mình là anh Ba Báo mà các bạn, mặc cái áo sao cho giống á. Ở cái gì vậy? Ui. Cái trụ đèn của anh ta các bạn ơi. Mà công nhận cái outfit của mình á, vừa độc và vừa lạ nha các bạn. Cái nón này, cái áo này, cái quần này, cái đôi dép nè, trông khá là giống với lại là outfit ở Việt Nam ha. Thiếu đều là thiếu một cặp vé số thôi các bạn. Mấy anh trai ơi, mấy anh trai mua vé số không? Mấy anh trai mua vé số giúp em đi. Vé số chiều sổ anh trai ơi. Anh trai ơi, mua anh tờ giúp em đi mà. Biết đâu chiều nay may mắn anh trai đổi đời thì sao? Mua giúp em tờ đi anh trai. Chán thật sự luôn các bạn. Rồi thì ở video này chúng ta sẽ cùng nhau đi đến Bắc Cực nha các bạn. Thì ở trong bản đồ game GTA 5 có một nơi được gọi là North Yantin, là phía Bắc Yantin nha các bạn. Mình sẽ gọi nó là Bắc Cực luôn. Rồi và hiện tại là mình đang trên đường đi đến sân bay nha, để mình đón taxi đã các bạn ơi. Mình không biết mình mặc đồ này người ta có cho mình lên taxi hay là không nữa. Nhiều khi người ta tưởng là mình bán vé số đó các bạn. Rồi có một con xe mưa trần mình đã chú ý rồi các bạn ơi. Mình thấy là các bạn có taxi, có taxi. Để mình checkpoint đã nha. Đây đây đây, có hai điểm đến luôn các bạn. Điểm này thì mình sẽ đến hòn đảo Cayo, còn đây là mình sẽ đến Bắc Cực nha. À, mình thấy có taxi rồi các bạn ơi, có taxi rồi. Hello, hello. Xin chào anh trai nha anh trai ơi. Cho em. Ui. Anh trai đối xử với khách hàng vậy là em không hài lòng rồi nha. Chút xíu nữa làm đánh giá một sao. Anh trai đừng nói sao xui nha. Rồi anh trai ơi, cho em đến sân bay đi anh trai. Rồi đi đến sân bay. Ủa sao kỳ vậy ta? Nào anh trai ơi, hú hú, đi đến sân bay anh trai. Ủa sao kỳ vậy ta? Ui. Vừa mở cửa ra một cái rớt cái cửa của anh ta ra ngoài rồi các bạn. Anh trai ơi, đi đến sân bay đi anh trai. Ơ sao lạ vậy ta? Có điều gì đó sai sai rồi các bạn. Thôi thôi thôi, nếu như anh trai không chém em thì thôi. Bây giờ mình sẽ mượn một chiếc siêu xe cho các bạn. Chán thật sự luôn á. Wow, Lamborghini nè các bạn. Rồi Camaro nữa nè. Ferrari mua trần nè các bạn. Nào nào mọi người. Ui. Rồi đây các bạn ơi, mình mượn con xe này nha. Chán thật sự luôn á. Mà hay nhất cái đoạn mình vừa xuống xe, cái ơn sao xe chạy đến các bạn. Đụng sao, rớt cái cửa của người ta ra ngoài luôn mới ghê chứ. Được rồi, phía xe luôn các bạn. Phía xe là luôn, phía xe là luôn. Mà các bạn thấy cái đầu của mình có đẹp không? Đây các bạn, đầu màu hồng luôn nha. Mà mình không hiểu sao cứ chạy chút xíu nó lại bị đổi màu liền à. Chán thật sự luôn các bạn. Đây đây đây, màu hồng này các bạn. Đây là màu hồng đậm nha, màu hồng nhạt này các bạn, màu bạc bạch kim nè, đó đầu bảy màu luôn các bạn ơi. Rồi rồi rồi, bây giờ mình sẽ đến sân bay các bạn. Giờ đầu vào mất thời gian quá các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cố gắng tăng tốc hết mức có thể nha. Mà sao mình không hiểu ta, tại sao mình lấy taxi mà anh trai lái taxi không chở mình đi. Bình thường mình nhớ là mình ngồi vào hàng ghế phía sau thì anh sẽ chở mình đi nha các bạn. Còn này mình không hiểu lý do vì sao luôn á. Rồi rồi rồi, chúng ta đi vào sân bay thôi các bạn ơi. Trên con siêu xe Ferrari nha. Hơi bị đỉnh đấy các bạn. Ui, rồi luôn. Ui, mình chạy kiểu gì vậy? Tăng tốc quá trơn các bạn ơi. Rồi sao bây giờ đây? Chỗ này có đường lên không ta? Để mình xem thử đây nha các bạn. Rồi luôn. Cái này là làm giống như ở trong phim hành động rồi các bạn. Chạy xe, leo lên cầu thang luôn nha. Rồi mọi người ơi, cảm phiền mọi người né sang bên cho mình chạy xe mọi người. Cảm phiền mọi người né sang bên cho mình chạy xe. Được không ta, được không ta? Rồi luôn các bạn ơi. Không ổn rồi. Cái đoạn đó tự dưng mình tăng tốc chỉ không biết nữa. Đến cái cua đó đáng lẽ ra là mình phải giảm tốc độ cho các bạn. Đằng này mình không giảm tốc độ luôn. Ủa phát một. Té xuống dưới kia luôn mới ghê chứ. À, chỗ này có đường cho mình đi này các bạn ơi. Nhưng mà hình như là mình phải đi bằng đường vòng các bạn. Để mình xem thử đã.
đó các bạn. Một cái đường dòng phải nói khá là dài nha, bắt buộc mình phải quay lại thôi các bạn. Rồi trả số lôi. Chán thật sự luôn á. Ơ cái taxi này các bạn ơi, cái taxi đi vào sân bay kìa. Nhưng mà rất tiếc là mình đón taxi, mình đi không được nha. Rồi ổn được đó các bạn. Đó như vậy này mới đúng. Các bạn thấy không, cái bản đồ minimap á, nó hiển thị là đúng rồi kìa. Còn hồi nãy á, nó quanh vòng tròn y chang như cái vòng xoắn ốc luôn các bạn. Chạy theo cái bản đồ minimap chút xíu nó là mình bị rối não luôn á. Nhũng não hồi nào không hay đó các bạn. Rồi chúng ta đã đến sân bay rồi các bạn. Và bây giờ mình sẽ lên chuyến bay. Và chuyến bay đó sẽ chở mình đến Bắc Cực nha, phía Bắc Danh Tinh đó các bạn. À mình quên, bây giờ mình đến Bắc Cực thì mình phải thay một bộ đồ nha các bạn. Bởi vì chỗ đó khá là lạnh luôn. Mình mặc bộ đồ này mình đi đến đó chút xíu nữa là mình bị tê cấm rồi các bạn. Biến thành ba báo gummy phiên bản ngâm nước đá nha. Rồi rồi, đi đến Bắc Cực thôi các bạn ơi. Và đây, chào mừng các bạn đến với Bắc Cực phiên bản ở trong game GTA 5 nha. Khá là chân thật luôn các bạn ơi. Tuyết bao phủ quanh năm luôn ha. Đây các bạn nhìn nè, chiếc xe này. Wow. Rồi 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 mọi người, cứ đi mọi người ơi, mình chỉ lại mình xem thôi mà. Rồi 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 mọi người, cứ đi mọi người ơi, mọi người đừng có nhìn mình, chán thật sự luôn á. Lúc nãy mình cũng vừa thuê được một con xe trực tiếp nha các bạn. Mọi người còn khuyến mãi thêm cho mình một con chó robot nữa ha. Các bạn nhìn kìa. Nó giống như là cái GPS đó các bạn ơi. Nó sẽ theo, nó hỗ trợ mình nha. Rồi phía lại xe, liên lại xe luôn. Đây các bạn, xe trực tiếp nha. Khá là ngầu lòi đó các bạn. Wow, chạy ổn định thật sự luôn các bạn ơi. Mình biết chỗ này rồi các bạn. Hình như chỗ này là một cái nhà thờ ở trong cốt truyện này các bạn ơi. Để bây giờ mình đi vào đây, mình sẽ đi thăm một cái ngôi mộ nha. Để mình xem thử đã. Ui, được rồi các bạn, tạm thời thì mình sẽ đậu xe đây ha. Chạy sau vội nữa thì nguy hiểm đó các bạn ơi. Ok ok, rồi ngôi mộ của Michael. Để mình xem thử đó nha. Ở trong cốt truyện thì Trevor đi đến đây để đào ngôi mộ của Michael nha. Để mình xem thử đã. Ở phía trong đây, hình như là lúc này sự kiện nó chưa diễn ra các bạn ơi, cho nên là ngôi mộ đó chưa được đào lên nha. Đây các bạn, Michael Towley. À đúng rồi các bạn ơi, đúng rồi các bạn ơi. Hiện tại cái video này mình đang làm thì mình chưa làm tới cái nhiệm vụ sự kiện nó xảy ra nha, cho nên là chúng ta đi vào ngôi mộ đó vẫn bình thường các bạn. Chán thật sự luôn á. Rồi đã nếu như vậy thì thôi, bây giờ mình sẽ quanh ra nha. Chỗ này mà buổi tối đi vào chắc là tuyệt vời dữ lắm các bạn. Khá là kinh dị luôn á. Rồi rồi, lùi xe ra. Con chó robot này nó làm gì mà nó cứ bám sát thì mình hoài vậy ta? Người ta cho mình thuê xe, người ta sợ mình trộm con xe này hay sao đó các bạn. Cứ cử con chó robot đi theo mình suốt à, chán thật sự luôn á. Đó. Đó các bạn, nó vẫn đang chạy theo mình kìa. Ok ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đi khám phá Bắc Cực nha. Nào mọi người, cho mình xin đường với mọi người. À các bạn, chạy bằng đường nhựa như vậy thì hơi chán. Bây giờ mình sẽ chạy bằng cái đoạn đường trong đây nha. Đây các bạn nhìn nè, đó, wow, cả một cánh đồng tuyết luôn các bạn. Khá là dữ ha, bay lên luôn nè. Ui, đỉnh thật sự luôn các bạn ơi. Ui các bạn nhìn nè, chỗ này thì tuyết rơi khá là dày đặc luôn các bạn ơi. Wow, lúng hết một nửa bánh xe trực tiếp của mình nha. Rồi bay lên, bay lên, bay lên. Hơi bị ghê đấy các bạn. Đỉnh thật sự luôn. Rồi rồi, tăng tốc, tăng tốc, tăng tốc. Bay lên nè, bay lên nè. Wow. Ui. Ngã té sấp mặt luôn các bạn ơi, ngã té sấp mặt luôn nha. Ơi, hình như là phía dưới kia là một dòng sông thì phải. Nhưng mà có điều nó bị đóng băng rồi các bạn ơi. Đây các bạn, dòng sông băng đây, dòng sông băng đây. Wow. Khá là chi tiết đó các bạn ơi. Để mình sử dụng cái flycam xem thử nha. Hả? What the hell, what the hell? Mình đang ở phía trên hòn đảo cây dô nha các bạn. Khá là ảo ma kara kana xí muội luôn á. Chắc hôm nào chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá hòn đảo cây dô nha. Ơ, ở phía trước mặt mình thấy hình như có một nhóm người thì phải. Mà nhóm người này làm gì đây? Wow các bạn ơi,
giống như là họ đang thực hiện một cái nghi lễ triệu hồi gì đó các bạn. Ồ, đằng kia thì có một người đang khoan nha. Để mình xem thử đã. Hả? Đây có phải là con người hay là không vậy? Các bạn nhìn nè, trông khá là giống với lại người ngoài hành tinh nha. Cơ thể thì săn xuôi. Ui các bạn ơi, cái màu da cũng khác nữa các bạn. Mình nghĩ đây có thể là người ngoài hành tinh nha. Rồi còn thanh niên này đang làm gì đây? Wow các bạn, đang cầm một cái máy khoan. Đang khoan vậy đó các bạn ơi. Hả các bạn nhìn nè, người ngoài hành tinh bị đóng băng các bạn ơi. Wow, hơi bị ghê đó các bạn. Đấy các bạn nhìn nè, người ngoài hành tinh bị đóng băng nha. Nào mọi người có muốn mình giúp không? Mình sẽ giúp đỡ mọi người phá vỡ cái tảng băng ra nha các bạn. Rồi rồi, hình như là mình có một chai bom xăng thì phải. Nào mọi người, né sang bên đi mọi người ơi. Mình sẽ giúp đỡ mọi người rã đông thanh niên ngoài hành tinh đó nha các bạn. Nào mấy anh trai, né sang bên đi mấy anh trai ơi. Mấy anh trai làm vậy chắc tới sáng á. Rồi, né sang bên đi mấy anh trai ơi, để em lo cho. Rồi, ném cho bom xăng nè. Ui các bạn ơi, mấy thanh niên kia không chịu chạy ra ngoài. Rồi luôn tới công chuyện nè các bạn. Chạy đây đánh mình luôn kìa. Rồi mọi người, né sang bên đi mọi người ơi. Để mình ném bom xăng, mình rã băng cho. Mình rã băng chỗ này cho. Wow, mấy thanh niên này có cây gậy các bạn ơi. Chắc đang để đánh mình hay sao á. Rồi, con chó robot của mình đâu? Rồi, chó robot lại ở đây giúp đỡ mình. Hạ gục mấy tên người ngoài hành tinh này. Này thì người ngoài hành tinh nè. Này thì người ngoài hành tinh nè. Người ngoài hành tinh nè. Gõ luôn các bạn ơi. Người ngoài hành tinh nè. Gõ phát một ngay cái đầu luôn các bạn. Nằm slide rồi. Người ngoài hành tinh nè. Người ngoài hành tinh nè. Người ngoài hành tinh nè. Người ngoài hành tinh hả? Khá là ghê đó các bạn ơi. Các bạn nhìn nè, mình gõ sao one hit rồi die luôn các bạn ơi. Một hit thôi mấy thanh niên này nằm sẽ like rồi. Ơ, còn con chó robot của mình đâu? Mình thuê nó theo để nó bảo vệ mình mà. Nó bỏ chạy ra mất tiêu rồi các bạn. Đây, con chó robot có súng điện nha. Rồi, lại đây là chó robot ơi. Người ngoài hành tinh hả? Người ngoài hành tinh hả? Bắn súng điện được luôn các bạn. Ui, đau đó người ngoài hành tinh ơi. Đau đó nha. Tiếp theo là thanh niên này nữa. Wow các bạn, mình gõ làm sao chỉ có một hit một thôi. Mấy thanh niên này đi bắn muối liền luôn. Rồi, người ngoài hành tinh nè. Ôi các bạn, mấy thanh niên này sao mà yếu đuối mỏng manh dữ vậy ta? Mới đánh có mấy cái thôi các bạn ơi mà xỉu rồi. Ok, bây giờ đến lượt mình nha các bạn. Mình sẽ ra băng chỗ này. Rồi, người ngoài hành tinh nè. Được chưa? Người ngoài hành tinh nè. Có vẻ như là lớp băng này khá là cứng luôn các bạn ơi. Người ngoài hành tinh nè. Ơ sao kỳ vậy? Lớp băng này là lớp băng vĩnh cửu à? Phá vỡ không được luôn các bạn. Ờ, vậy bây giờ làm sao bây giờ đây ta? À các bạn ơi, hay là bây giờ mình đặt bom? Ờ, mình có bom đi các bạn. Được rồi, bây giờ mình sẽ đặt bom nha. Đặt bom. Mà không biết những trái bom này có phá vỡ lớp băng này được hay là không nữa. Chán thật sự luôn các bạn ơi. Lớp băng này á, cứng thật sự luôn ha. Từ nãy cho đến bây giờ mình bắn khẩu súng của ngôi hành tinh mà mình không thể nào mình phá vỡ được nó. Chắc ghê luôn á. Rồi. Ờ, hiện tại bây giờ mình chỉ còn lại 3, 2, 1. Ok. Bây giờ mình sẽ tưới xăng nha các bạn. Đó. kỹ thuật mới này các bạn ơi. Rồi, tưới xăng. Không biết là sau khi mình tưới xăng xong mình đốt nó có cháy được hay là không nữa. Ơ cái gì vậy? Hết xăng rồi các bạn ơi. Rồi, bắn nè. Rồi các bạn, có lửa rồi. Wow! Một phát một, 20 mấy trái bom nữa luôn các bạn. Ui ghê chứ vậy. Mà lớp băng này vẫn chưa được phá hủy nữa các bạn. Đúng là băng vĩnh cửu có khác nha. Rồi, luyện bom nữa. Ghê thật sự luôn các bạn. Rồi, mình chỉ có 5 trái bom thôi các bạn ơi. Bắn nè. What? Vẫn không sao luôn các bạn ơi. Chắc mình bỏ cuộc quá các bạn. Lớp băng này cứng dữ vậy ta. Mình sử dụng khẩu súng phóng lựu nè các bạn. Ơ mình nhầm. Mình sử dụng khẩu súng người ngoài hành tinh nè. Rồi những quả bom kích nổ từ xa nè. Hả? Vẫn còn một người ngoài hành tinh các bạn ơi. Rồi, vừa đến nhà đúng không bạn?
bạn muốn đánh nhau đúng không? Mình sẽ đánh nhau với bạn nè. Người ngoài hành tinh hả? Người ngoài hành tinh hả? Đã yếu mà còn ra gió. Mình mới đánh có mấy cái là các bạn mà nằm đóng rồi. Chán thực sự luôn á. Này các bạn ơi, mình có khẩu bazooka đây. Người ngoài hành tinh nè. Người ngoài hành tinh nè. Thôi thôi các bạn ơi, có vẻ là không ổn rồi các bạn. Lớp băng này khá là cứng nha. Mình đã sử dụng toàn bộ các loại vũ khí dường như là mạnh nhất ở trong game để mình phá hủy cái lớp băng rồi các bạn. Nhưng mà mình vẫn không thể nào mình phá hủy được cái lớp băng này nha. Nó khá là chắc chắn đó các bạn ơi. Thôi 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 thôi. Bây giờ mình sẽ rời khỏi đây ha. Chán thật sự luôn á. Còn con chó robot nó bỏ mình nó đi rồi các bạn. Chán con chó robot ghê luôn á nha. Thuê đi theo mình vậy mà bỏ chị mất tiêu rồi các bạn. Rồi đi lên đây, đi lên đây, đi lên đây. Chiếc xe trực tiếp này chạy khá đã luôn các bạn ơi. Đây các bạn nhìn nè. Đó, đường thẳng ha. Rồi những cái chỗ nào mà nó gồ ghề nè các bạn. Đường tuyết nè, cánh đồng tuyết này mình bao hết luôn. Wow. Chạy té sờ sấp mặt luôn mới ghê chứ. Nào nào nào, từ thôi. Cái chỗ này chạy hơi bị vui nè các bạn. Đó các bạn thấy không? Nó gợn sóng đó các bạn. Từng tăng đó các bạn ơi. Ngồi kiểu như vậy là mát xa lưng cho mình luôn nha. Đó, các bạn thấy chiếc xe này viết bờ rồi không? Rồi bay sang đây luôn. Wow, bay không được hả ta? Bay không được hả? Sao ảo vậy? Được rồi các bạn, bây giờ mình sẽ thử chạy cái đoạn đường này nha. Ơ, sao mình chỉ thấy xe chạy đi vào đây các bạn ơi? Còn xe mà chạy ra theo hướng như mình à, thì không có nha. Mình chỉ thấy xe chạy theo hướng đi vào đây các bạn. Sao mà ảo như vậy? Để mình chạy thử đến đoạn này nha các bạn. Cái bản đồ chỗ này nó khá là nhỏ luôn các bạn ơi. Để mình xem thử đã. Wow, mình zoom không được rồi các bạn. Mình zoom không được rồi. Nó chỉ như vậy thôi à. Chán thật sự luôn á. Mà xe chạy theo hướng như là mình không thấy nè các bạn. Xe chạy hướng ngược lại á thì có nha. Còn xe cùng hướng đi với mình thì không thấy. Thật là ảo ma. Cana cana xí mũi quá đi mà. Rồi rồi, bây giờ mình sẽ thử chạy thêm một đoạn nữa nha. Rồi sau đó mình sẽ kết thúc video luôn. Ơ, nó chỉ như vậy thôi các bạn ơi. What the hell. Sao mà chán như vậy. Nó chỉ như vậy thôi các bạn. Ờ, chỗ này cũng có xe chạy ra chạy vô nè. Rồi ở ngoài kia. Để mình chạy thử ra ngoài đây. Mình xem thử nha các bạn. Không biết là mình chạy ra ngoài đây thêm một đoạn nữa có được hay là không nữa. Rồi, có vẻ không ổn rồi các bạn ơi. Mình chạy thêm một đoạn nữa thì nó sẽ hết map nha. Mình sẽ là xuống biển đó các bạn. Mình gặp trường hợp này mấy lần rồi các bạn ơi. Cho nên mình khá là rành ha. Ờ, cái chỗ này cũng như vậy luôn. Rồi các bạn, cái bản đồ của nó thì chỉ có như vậy đó các bạn ơi. Thôi, quay lại. Chỗ đó đó, nó để là đường như vậy đó các bạn. Chứ mình chạy đến ngoài kia đó thì nó chính là biển nha. Đây, mình sẽ leo thử một lần cho các bạn xem thử luôn. Nào, chạy đến ngoài đây. Thế nào, mình cũng bị lọt xuống biển thôi các bạn. Ơ, không bị lọt à. Ơi, tới rồi. Đây các bạn ơi. Mình biết ngay mà, các bạn thấy không? Nó có ranh giới đàng hoàng nha. Được rồi, bây giờ mình sẽ thử lấy ra một chiếc mô tô. Đâu rồi ta? Mô tô. Rồi, mình sẽ thử cho một đoạn rồi sau đó mình sẽ tót khỏi xe nha. Các bạn nhìn nè, chiếc xe nó lên xuống biển đó các bạn. Rồi, tăng tốc, chuẩn bị nhảy ra. Được không ta? Rồi luôn các bạn ơi. Vẫn còn thiếu một chút nữa nha. Rồi, bây giờ mình sẽ thử làm lại. Làm giống y chang như là mấy diễn viên ở trong phim Hollywood luôn các bạn. Nhưng mà cái này cái điều á là Bollywood nha. Phiên bản pha kè của Hollywood đó các bạn. Rồi, nhảy, được không? Đó các bạn. Đây các bạn nhìn nè. Nó lọt xuống biển nha. Khá là ghê đó các bạn ơi. Rồi, các bạn nhìn nè. Lọt xuống biển luôn các bạn. Bùm, đó. Ghê gì các bạn, ghê chưa? Wow. Chỗ này là mình đi đâu đây? À, trên bờ có hòn đảo cây dơ nha các bạn. Ok, hôm nào có thời gian thì chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá hòn đảo cây dơ ha các bạn. Rồi, và mình nghĩ là mình cũng sẽ kết thúc video của mình ở đây thôi ha. Mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Tạm biệt các bạn. Bye bye.